Xin chào cả nhà, Trinh đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Trinh làm cái clip này bởi vì là Trinh nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn nhắn cho Trinh là Trinh ơi, có chương trình khuyến mãi gì không? Thời tiết nóng như thế này rồi thì làm chương trình khuyến mãi đi để còn ôm một số beauty blog nữa. Nên Trinh đã quyết định làm một chuyến lớn, đó là sẽ chạy một chương trình khuyến mãi cực sốc, nóng hơn cả mùa hè này luôn. Đó là khi mà các bạn mua 3 beauty blog thì các bạn sẽ được tặng một beauty blog, và chương trình sẽ được chạy khuyến mãi từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 6, và chỉ chạy một lần thôi nha, nên là các bạn tranh thủ. Và Trinh lưu ý với các bạn một điều nữa là mặc dù là sẽ chạy từ ngày hôm nay, nhưng nếu trước ngày 30 tháng 6 mà công ty của Trinh hết hàng thì sẽ ngừng khuyến mãi luôn. Lúc đó là Trinh không có chịu trách nhiệm đâu nha. Nên là các bạn nào muốn sở hữu viên uống trắng da chống nắng beauty blog thì hãy mua ngay combo này ngay và luôn luôn nha. Không thôi là để lâu là sẽ không có kịp đâu đó. Nói chứ đợt khuyến mãi lần này xem như là một lời cảm ơn dành cho tất cả mọi người đã ủng hộ cho Trinh cũng như là công ty của Trinh trong suốt hơn 2 năm vừa qua. Tất cả những chị em nào mà yêu làm đẹp thì đều biết đến Beauty Plus vì độ hot của em nó đánh bật mọi loại viên uống trắng da khác đang có mặt trên thị trường, kể cả các loại nhập khẩu cũng khó có thể vượt qua được độ hot của em nó. Ai đã dùng sản phẩm Beauty Plus thì có thể bình luận chia sẻ cảm nhận nói cho Trinh biết nha, để Trinh có thêm động lực tạo ra những sản phẩm thật tốt và an toàn cho mọi người nữa. Và mọi người hãy yên tâm một điều là trước khi ra sản phẩm nào thì Trinh đều là người test thử một thời gian dài mới tung ra thị trường, nên là Trinh rất là tự tin về sản phẩm của mình. Cho nên là bạn nào muốn gia nhập vào team của Trinh để làm giàu online chân chính thì nhanh tay inbox vào fanpage của Trinh. Trinh cũng như là các bạn sẽ tư vấn cũng như là tạo điều kiện cho mọi người để có thể giúp cho mọi người giàu có hơn, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.